Tại sao cần cài đặt Bluezone? Bluezone là ứng dụng cảnh báo nếu bạn đã tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Ứng dụng tự động thống kê và ghi lại việc tiếp xúc giữa những người đã cài đặt Bluezone với nhau. Lịch sử tiếp xúc trong ứng dụng Bluezone sẽ cho biết một người đã từng tiếp xúc với ai, vào lúc nào và bao lâu. Nếu có F0, cơ quan y tế có thẩm quyền nhập dữ liệu F0 vào hệ thống. Hệ thống gửi dữ liệu F0 đến tất cả các máy trong cộng đồng Bluezone. Ứng dụng sẽ so sánh lịch sử tiếp xúc với dữ liệu F0. Nếu dữ liệu F0 khớp với lịch sử tiếp xúc, ứng dụng cảnh báo người dùng có nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Màn hình hiển thị hướng dẫn liên hệ với cơ quan y tế có thẩm quyền để nhận trợ giúp. Cách cài đặt Bluezone. Bước 1. Truy cập vào Apple Store với hệ điều hành iOS hoặc Google Play Store với hệ điều hành Android và tìm phần mềm tên Bluezone. Sau đó nhấn tải về và cài đặt vào thiết bị. Bước 2. Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng truy cập và xác thực bằng số điện thoại. Bước 3. Sau khi được cấp quyền, ứng dụng sẽ tự bật kết nối Bluetooth để ghi nhận lại việc tiếp xúc với những người dùng khác cùng trong cộng đồng Bluezone. Tham gia cộng đồng Bluezone là bạn đã kết nối và bảo vệ cộng đồng.